cái tôi nhìn tay đã gì, tay vịn hỏi bà là bà gì mà bà đẹp như vậy, cái em bảo biểu tôi kêu quá bà Đức Mẹ, cái nói bà ơi bà đọc tới lập đời thì con chết không gặp cha mẹ con này sao, bà đọc liền năm nay đi, cái bà dặn tôi bye bye, cái một tay tôi khóc tôi kêu gì nè từ ở trên trời con ơi, một cái tay dài xuống gì nè, bà nắm tôi, bà nắm tôi được á. Yeah. Cái tôi lộn được hai lộn tôi giật mình thức dậy tôi khóc tôi nói với má tôi á, má ơi má cho con đi tu đi, con gặp Phật bà Quán Âm biểu con chắp tay má đọc tới lập đời con nghe. Cái má tôi mới nói em còn nhỏ quá mày bỏ má đi tu rồi sau này ai nuôi em tiếp má, cái nói má không cho con tu sau này con lấy chồng con khổ lắm thiệt con ơi, vì ba đã nói rồi một lần vì ba có chồng chồng quýnh muốn chết luôn, có vợ nhỏ đập nó quýnh cái tan nát cuộc đời quýnh dữ lắm, quýnh quýnh dì ba mà đập dì ba nè sập cái này luôn, sập cái này mà ngày đó dì ba khổ. Yeah. Em còn nhỏ ăn giỏi mới có 2 tuổi không có tiền ở ba chút đó. Cái dì ba khóc người ta đưa dì ba lại nhà thương cái chị đó, cái chị màng ở trên ba chút chỉ cho tôi 20 ngàn, chị nó gọi lại nhà thương cơ bà mua thuốc gì đi, cái tôi lại đang cầm 20 ngàn mà có ai bán thuốc gì đâu, đắp gòn ngay đây khóc khóc niệm mẹ Quan Âm khóc rồi cái bắt đầu 9-10 giờ đứng dậy dìm lên, cái sau chỗ này từ từ nó lầm luôn nè con nè, vì ba còn có tẹo tự ra mà máu trong mắt tràn ra chỗ này nó sụp luôn mẹ. Yeah. Nè con thấy nó sụp không công à, vì ba không còn cái sẹo không mà tự ơn vì ba không có đi bệnh viện không có gì trơn, vì ba niệm mẹ Quan Âm mà lầm gì luôn tại lúc á mình vẫn đi bệnh viện mà người ta chỉ là cho thuốc uống thôi không có cho luôn cho đi luôn. Lại ta đưa lại nhà thương ở ba chút đó. Yeah. Cứ có miếng giấy gòn đắp lên đây vậy nè là xong không có cái uống thuốc gì hết trơn. Yeah. Rồi mà giao gì ba lúc đó cũng không quan tâm gì ba nữa cũng như khổ quá mình không biết cái chỗ này nó quan trọng là không mà nó sập nè con thấy không. Yeah. Còn thẹo sập sập ở đây luôn sập xuống dạ, còn sập bị sập xuống mũi sập gì ba công lại còn thẹo luôn. Yeah. Cái về dì ba có niệm Phật từ từ lầm mắt tiêu luôn, cái ngày đó cũng khổ lắm khổ, cái bắt đầu cái đâu có nghề gì để làm nuôi em đâu, chồng đâu có cho tiền tết đó nghe mà tiếp ông trần ai như vậy đó, cái ông cho tôi có 5 ngàn để trên bàn đó, cái tôi khóc cái tôi vô thay đồ tính chở ra cũng lấy 5 ngàn bỏ túi đi ra 5 ngàn cái ông lấy lại mắt tiêu ông nghĩa ba chút ba giỏi. Yeah. Cái khổ lắm cái gì ba ở thời gian nữa dài dòng em còn nhỏ quá mà về quê cha mẹ nghèo quá đâu có nuôi con mình nổi. Ừ để kể gì ba trúng số nữa để kể nghe nha, cái gì ba ổng quýnh gì ba quá quýnh đi, cái gì ba ẩm giỏi về quê khổ lắm về đây nhà cha mẹ mình nghèo đó con. Yeah. Cái đâu có tiền để nuôi em đâu, cái gì ba ẩm trở lại ẩm em trở lại nửa đêm, cái gì ba chung vô nhà gì ba nằm mà gì ba gửi giỏi bên nhà kia á, cái ông gặp gì ba nằm cái ông hỏi giỏi đâu mà tôi nằm đây mình nên, cái tôi nói tôi bỏ con tôi bên kia kìa, cái nó hơi ẩm nhỏ về đi, cái tôi mới vô nhà, tôi vô nhà cái đầu tôi ngủ giấc, tôi thấy cái bà đó, bà cho tôi một bọc tép gì đó, cái tự lên tôi ngủ tôi thấy giấy vàng trôi lại tôi, cái con nhỏ đó tôi dối tay tôi lụm gì nè, cái nhỏ đó nó gạt cái tay tôi, cái bà đó bà nói gì nè, trời cho mày kìa mày lụm đi, cái tôi quắt gì nè cưng tấm giấy dưới nước nghe mà nằm trên bao nghe, tôi quắt gì nè cưng tấm giấy nó trôi lại tôi. Mà tôi dở lên tép không à để kể nghe nha, mà ngày đó trúng số đặc biệt luôn, bà trời nói tới những ốc cuộc đời. Cái bắt đầu cái sáng lại dì ba nấu cơm, cái bà cặp bên nhà bà thấy dì ba về đó, bà nói bà đàn bà cặp bên, bà nói mày chở lại đây đi, bộ mày ham gì mày chở lại đây, cái mắt cỡ nấp nấp gì mà ở dưới quê đâu có tiền nuôi con, tôi mới dựa cái bàn thờ của quyền của ông mà tôi khóc. Cái bà đàn bà nói tôi vậy đó, bà nói mày chở lại đây chi đứa mày chở lại, cứ tôi cúi đầu chỗ bàn thờ tôi khóc cũng như ba mình hổ thẹn với bè bạn vậy đó, cứ tôi khóc khóc cái đi ra chỗ giá xe ổng đó, cái đem cơm cho ổng ăn, cái bà kia bà mời mua số mà tôi không có tiền tại tôi gặp nói trời cho mày tép đó, tôi tính mua tấm vé số 31 là trúng 20 ngàn đầu thôi chứ không nghĩ đời mình trúng đặc biệt đó, cái đầu gì ba mua mà không có tiền trả, ổng mới cho tôi 2 ngàn trả mà tôi giữ tấm vé số đó, cái bắt đầu cái tôi về cái tôi xin ổng tiền xe nặng tôi chở lại quê tôi là ở đây nè, lấy quần áo giỏi về mà tôi bỏ giỏi trên này cho ổng giữ,
tới chừng cưng ơi chiều 5 giờ đó dì ba chở về đó, người ta bu xèo xèo chỗ bến xe, nó cái gì mà ta bu ở đây dữ vậy. Cái ông mới ghề lại tôi, ông hỏi chứ tấm vé số ông mua hồi sáng đó có trúng đặc biệt không mà ai cũng nói ông trúng hết. Cưng ơi dở ra nó giòn ngay bon. Vậy là cô ba trúng đặc biệt đúng không hả? Ừ, thì tiền tấm 2 ngàn, tấm 2 ngàn hồi đó 45 triệu đó mà. Tiền của ổng mua mà dì ba là thấy nặng bao kể dùng mà thấy tấm giấy trôi lại mà dở lên tép không á, nghe người ta nói trời cho mày đó. Tôi mới quắt gì tấm giấy nó trôi ngay vậy, tôi sao mở dưới nước mà quắt gì nó trôi ngay vậy, mình giết mình nằm trên bao á nghe. Ngày đó nằm bao vậy mới mua tấm vé số chúng rồi cũng ác cái gì ba dữ lắm. Chúng rồi cái bắt đầu cũng như tôi khổ quá, cái mượn tiền ba tôi đó, cái mua cho ba cái chiếc xe, mua ba cái chiếc xe, cái nửa chừng ông hết tiền ông cũng ghệ bồ nọ vậy đó, hết tiền ông xuống lấy chiếc xe ba tôi lại. Cái ông hành hạ tôi lại thêm một khúc nữa. Cái ông cũng sắm vàng cho mình đeo bộ vòng chi ben gì nè, ông đeo cho mình cái vài ngày ông lột lại, ông sắm vàng giả cho mình đeo. Ông học với người ta là mình đeo vàng giả luôn. Tới chừng ông cặp với cái bà vợ lớn của ông lại đó, nói bà nói đi ngựa đeo vàng giả. Tới chừng mình nói không lẽ mình đeo vàng giả sao, vợ ra đi ấy thì có con xin là vàng, mua vàng giả rồi đây là nhân cấp kỳ hết trơn, tấm số đặc biệt nó mất tiêu luôn. Ông làm banh luôn. Hồi đó mới trúng số đó, ông kia kêu bác 50 công đắc là có 2 triệu ở trong kinh tây năm, người ta vừa trúng số lại nhà đã kêu 50 công đắc mà có 2 triệu. Ừ, hồi thời đó tiền giá trị á con. Dạ. Hồi lúc giỏi 3 tuổi là tiền còn giá trị tới vậy đó. Dạ. Mà ông đâu có mua đâu. Dạ. Rồi bắt đầu dài dòng làm tiêu hết trơn tấm vé số đó. Cứ gì ba khổ lại ông chập nữa, cứ gì ba nấu rượu bán đặng sống nuôi giỏi đó. Ngày nào ông chấp tay vái Phật bà Quán Âm, mẹ ơi, mẹ có chọn cái con cái nghề nào khác không? Ngày nào con cũng trà cơm nấu rượu nó đổ như gì, đời con thấy khổ quá, mẹ có xây chuyển cho con được nghề nào? Nguyện hoài con, nguyện biết cái đổi nghề kem. Tự anh cái bà đó bà lại bà bán kem đó. Cái bắt đầu gì ba mới chắc bà đi, cái bà cho 20 ngàn. 20 ngàn cái nhỏ quanh nó sớm con với chị ba thầy. Nó nói dì ba, dì biết cái nghề này rồi. Thôi dì ba đừng có dạy người ta nữa. Dì ba đi làm đừng có tiền nên cho thằng giỏi nó ăn. Cái nhớ lại dì ba làm, con ơi nhiệm màu lắm. Dì ba đi ra ngoài chợ, dì ba mua kem bình thường à. Mỗi khi lúc làm kem, dì ba bưng cái thao kem lên gì nè, để lên. Giấy mẹ ơi, mẹ nhiệm màu, mẹ tưới bình nước nhiệm màu con thao kem. Cho con đi làm ai cũng được trắng da dài tóc, cho con có cơm ăn áo mặc, con tạ ơn mẹ. Mà mỗi lần dĩa kem nào dì ba cũng làm vậy. Con cũng như nói dốc ăn tiền. Dì ba đụng tới người nào người nấy nó trắng trong veo. Dì ba khỏi giới thiệu. Từ đó sau ai kiếm dì ba phụng hộp kem 300, 400, 200 mặc sức mà màng nuôi em rồi nuôi chồng luôn. Nuôi chồng ăn ở đó. Coi nuôi ổng lại là 6 năm. Ăn uống món ngon giặt lạ, ăn cơm dọn trên bàn luôn. Mà vẫn có vợ nhỏ quýnh dì ba hoài quỷ. Quýnh dì ba quất cây cái tét chiếc bông, cái lỗ tai còn theo luôn. Quất cái chiếc bông tét. Cái dì ba tính vô mặn mà khóc với mặt bà Quan Âm á. Con ơi, dì ba đang thắp nhang bà dị hồi nào đâu, không biết có ly hương đồ đàng hoàng. Dì ba tính vô dì ba khóc không vậy đó. Cứ tự lên ly hương mặt bà Quan Âm vậy đang có gì mà con cháy ngang hết trơn luôn. Mà tự lên cái hình mặt ngủ của Phật bà Quan Âm đó nghe. Một giọt nước mắt của Phật bà Quan Âm đậm gì nè. Cái dì ba kêu ở sớm lại coi, kêu út mối, kêu người này người kia vậy đó. Tôi nhớ ngày đó tôi kêu út mối lại coi nữa, với người nào cũng mấy người đó lại dòm giùm tôi. Trời ơi quá lạ rồi, tấm hình Phật bà Quan Âm một giọt nước mắt gì cứ giọt, không có nói dốc đâu, cái hình thờ thôi mà một giọt nước mắt bà động cho mình gặp gì luôn mà. Không có cái đó thiệt luôn đó. Cứ tôi kêu út mối lại coi ở Ba Chúc đó, cũng gần nhà đó. Tôi nói trời trời quá trời nhiệm màu, bà thấy tôi vậy bà đau lòng, bà rớt nước mắt vậy đó. Cái gì ba thôi hoài cũng không được. Nó cái ngày đó gì ba lại của quyền. Nó con ở đây con quá khổ, bị chồng hành hạ quá. Nếu con duyên nợ thì của quyền thất đổ bà. Với Phật bà Quan Âm, mẹ ơi mẹ cho con đi đừng liếng tiếc, con đừng trở lại đây nữa. Thiệt con, vì đi cỡ mấy chục lần vì trở lại hoài. Vì nguyện giái vậy gì lại rồi đấy ha. Vì muốn ăn cắp cái hình mặt bà Quan Âm đi đeo mà sợ ông đòi. Cũng như đó, vì thờ bà vì không có tiền mua ông thỉnh về cho gì, ổng trả tiền. Cứ đứng đau lòng hoài không ấy được. Ấy
thỉnh bà đi, như bà quá nhiệm màu đó.